Xin chào quý vị và bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Sáng nay thì anh em lên đây là cùng với anh em sẽ đổ, hôm nay đổ răng móng. Hôm qua hôm trước thì lái xe em chở được có một chuyến cát sỏi lên thôi. Và đưa xong tối hôm đấy nó lại mưa nữa, không lên được. Một chuyến lên đây thì hôm nay có vật tiện để đổ răng. Suốt từ tối hôm qua hôm kia thì mưa suốt, mưa to, gió to còn lật hết cả bạt đây. Cái bạt của anh em hôm nọ mưa nên dựng tạm lên để che mưa để xây. Chọn đống đấy gần đủ chưa cháy ơi? Dạ. Đống đấy gần đủ chưa? Đống đấy chắc đủ. Chưa anh ạ, chắc phải thêm cối nữa. Một cối nữa đấy. Chắc ạ. Một cối này bao nhiêu bao đấy? 14 bao. 14 bác sĩ. Thì một khối của nó là 3 tạ rưỡi. Thì cái này là hai khối thì 7 tạ. Này đổ răng móng này đổ bê tông thì đảo bằng tay hơi căng đấy nhỉ. Mọi khi anh em làm mấy cái nhà kia thì hay mang mấy chỗ đi, nhưng mà cái đường này thì không chở đi được rồi. Đường này thì kéo vật liệu lên đây chắc là chờ từng ngày mà nghỉ chơi. Thế là mấy anh em sáng nay vừa lên à? Tính ra hôm qua là không phải về đâu ấy nhỉ. Qua là mưa quá với lại chưa có vật liệu lên. Hôm qua cũng mưa cả ngày đấy. Trên cũng mưa to lắm. Đây có anh em nào đảo vữa, đảo bê tông bằng cái cuốc này không? Đừng rắc xi thế em ơi. Rắc nó bụi lắm, cứ lật vào. Anh đi lên bản của anh em người Mông hay dùng cuốc này. Cuốc đa năng đấy. Cái này anh cắt để làm cái nắp bể phốt anh. Nắp bể phốt. Kéo bé quá nhỉ. Chị em quá. Kéo này chỉ cắt sắt 8 với sắt 6 thôi quá. Hôm nay mấy anh em đi từ mấy giờ? Sáng đi sớm. Sáng đi từ lúc ga chưa dậy, ga chưa gáy đã đi rồi. Từ nhà sang đây hết bao nhiêu cây số anh? Vòng theo trong An Lương và đây chắc tầm khoảng độ 16 cây. Rồi. 16 cây à? Vâng. Thế thì còn gần hơn bên em trên Nghĩa Lộ xuống. Gần hơn tí. Ở đây lên Nghĩa Lộ chắc hơn 30 cây. Đến Sài Lương là 25 cây rồi. Còn lên đây mấy cây nhỉ? 3 cây quá. Gần 3 cây nhỉ? Chắc phải 3 cây đấy. Nghĩa Lộ xuống đây phải 30 cây đấy. Đó. Anh là ở Mỏ Vàng à? Vâng. Thôn kia. Thôn Cánh Tiên. Hôm nay đổ luôn anh. Chuẩn đấy. Chuẩn đấy. Mẹ dùi cho nó thật chặt đấy nhỉ. Đây không có điện nhưng có điện với cái máy dùi. Cái điện không có chạy máy chài, máy gì. Máy dùi vẫn máy điện 3 khí nhưng mà vẫn chưa chạy được cái máy chà đâu. Máy chà nó là nước yếu quá. Hôm nào anh em mà làm đến cắt cành các thứ thì mình mang cái máy phát lên. Điện lúc đấy là máy để lắp cửa các thứ luôn. Phát 5 khí thì mới dùng điện hàn được và dùng được cái điện máy trà. Thì cả máy điện mình dùng được cái máy 5 khí là hàn được mà. Máy điện nước ấy. Quan trọng là nước to, khỏe. Rồi. Nước thì ở đây nhiều, cần dẫn thôi nhỉ. Lái vào một chung một ống. Cái
cái này chiều xong là san cái nền ra luôn nhỉ. Đất chiều cho anh em san luôn để cho nó bằng đi lại. Tí nữa khả năng xong móng lại mưa tiếp đây. Mong sao không mưa để mai xe cát lên được, cát xe gạch lên được thì tốt quá. Bây giờ hôm nay mình đổ thì mai mình xây được tiếp mà. Nay không xây được nó mềm. Đúng rồi. Được. Xây thì có được. Chiều là xây được. Nhưng mà quan trọng là cát. Quan trọng là vật liệu thôi. Mà đúng gạch tốt lo nắng được một ngày là xe lên được đúng một chuyến. Lắp bể một chuyến lúc đấy còn mang theo cả bao chấu đi thì hôm nào lên về xong điện cho mình bảo là em sắp chết về cái xe vật liệu của anh. Lên về đến thấy nó về tối lắm điện cho mình. Đúng như anh em nói cứ nắng 2 ngày lại mưa 3 ngày. Cứ liên tục thế. Mà đường chưa kịp khô lại mưa tiếp rồi. Mưa sau là để hết nhá. Đấy, thế này chắc là sang đến bên này. Cả hôm nay mát rời nên anh em cũng làm muộn muộn tí. Sáng nay đảo 3 cối nhỉ? 3 cối đấy. 3 cối. Là đủ hết cái răng móng rồi. Còn một hai xe rùa thì nữa là xong đấy. Là mình nghỉ xe ăn trưa. À Nhị thì vừa lên kia nấu cơm sẵn đợi anh em rồi. Đo lưu tí luôn. Ăn lạc không nhỉ? Lùi lại tí. Xa bên này anh thợ bóc cho con này. Luôn tấm đan là anh. Luôn để tí nó đổ luôn. Tí đổ luôn à? Có kịp không? Đây bát đi. Bác thợ thì vừa lên giúp An Nhị nấu cơm một tay xuống đây đổ tấm đan. Có răng chưa? Đây à, vừa san chỗ này quá. Mọc nhiều lắm à. 2 tuổi rồi. Vâng. Đổ đan đây. Em mọc lắp cái bể phốt. Mọc tí. Đây đang ăn. Anh em đổ nốt cái kia hai xe rùa nữa. Xem Nhị nấu cơm thế đâu. Trên đây hôm nay hai đứa này bật cải với cõng em lên đây chơi. Đây. Chắc mấy hôm mưa không lên được. Ờ có món gì đây? Bác Ninh cho ăn món gì đây? Lạc luộc. Đấy trông em nhé. Nhị nấu cơm đến đâu rồi? Chín rồi. À, thịt chín hết rồi đấy. Đang làm gì đấy? À. Lâu lắm rồi không sang xem con lợn. Rồi, ăn đi. Thấy tay bốc đấy. Ui giời, lầy thế. Cho nó ăn cám pha ấy. Nấu với bon nhỉ. Con lợn này săn chắc phết đấy. Nhẹ. Ăn tốt thế đây nhỉ. Thế hôm nọ em phối giống cho nó à? Có lợn giống à? Nó mượn giống của ai? À, ở dưới này cũng có giống lợn này à? Hôm nào mình xong nhà mình phải ấy đi, phải xúc hết đất đi. Xong rồi lấy cát với sỏi vào đây lãng. Làm cái mái này. Cái chuồng kia cũng lầy quá. Không biết lợn nó nằm kiểu gì luôn. Em phải làm cái lán phía trên cơ. Anh ăn tốt phết đây nhỉ. Cái thẳng một nồi luôn rồi. Đấy xong mình làm mấy cái cọc lên đây. Cọc lên xong mình lấy. Nếu mà có tấm lợn thì được tấm lợn. Xong mình lấy lá cọ để lên người khác đi lên. Nó chát cái mấy hòn gạch kia có hòn đá kia có đập đi được. Đập vẫn đập kinh điển. Mình san nó bằng bằng đi. Đây món gì đây nhỉ? Món cầy. Cầy à?
Sáng nay anh lên thì mua thịt lợn này với lại cá chép chín, cá chép kho với quả măng một chua ấy. Kho chưa nhỉ? Khô. Đây nó luộc cả kho nè. Cái này chưa chín đâu. Thịt cầy thơm phức kìa. Đỗ bỏ một chai đây mở nào. Đủ xong cái phần đầy đủ rồi. Chai nốt từ đây đi. Đặc biệt mua mấy chai bia để động viên anh em trên này tí nhỉ. Động viên anh em tự chút. Sáng nay trộn khoảng 2 khối bia trông thôi. Vâng. Ít thôi mà. Ít thôi mà. Đơn giản toàn sức thanh niên đi. Nhưng mà cũng khá buồn rồi. Mãi. Để gây show. Mãi mới nhả. Mãi nhà đâu quẻ. À mới 11 giờ kém rồi. 1 giờ kém rồi. 1 giờ kém rồi. Kém rồi 11 giờ. 1 giờ kém á? Ờ. 1 giờ kém rồi. Ô thằng nào. Cái tòa số 2 xuất hiện. Run hết người. Cơm chưa đấy. Đấy phát đây. Thôi ăn cơm trưa nhỉ. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Cảm ơn anh em đến giúp đỡ gia đình và giúp đỡ cho đội thợ nhá. Mày quá hoàn thành được cái giảng rồi. Mời các anh nhá. Khỏe nhá ha. Chị nhá. Tại hôm mà bất cả đi mất chưa? Chiều nhiều anh em một lúc ăn liền. Không mà hất cái ngoài này vào. Không phải chả sợ rùa cứ hất vào thôi. Đây các bạn, anh em vừa ăn cơm xong được một lúc thì thấy thằng bác này với hai chị vừa lên đến đây à? Bác với chị vừa lên đến đây à? Ờ, lên được một lúc rồi. Lên một lúc rồi đi đun nước tắm cho em muội. Vâng. Lên đây. À đun nước cơ rồi bác với hai chị lại lên đây luôn á. Vâng. Và đun nước xong lên đây ngó tí nhà cho em. Rồi. Ôi đây đây để con thay cho. Con thay. Rồi rồi rồi. Mấy anh em nhờ hộ. Chắc các bác mà xem video thì cũng biết rồi. Có. Trời ơi, bác này là có phải bà làm rất là quen mặt rồi này. Với lại hai chị nữa. Hai chị đây thường xuyên cứ 3-4 hôm là lên chăm em muội một ngày. Lên thì bây giờ vâng. Hôm nay lại bắt đầu lên xong đun nước tắm cho muội cho nó. Vâng. Lên thì mấy hôm mấy ngày nay được thấy nó thay đổi quá. Vâng. Nó bảo cháu chịu được nổi ấy, nó bảo thế. Nó đi làm vâng. Nhà may quá có các bác các chị lên chăm em ấy. Có phụ nữ với nhau thì vẫn tiện hơn. Nhân tiện thì lát nữa anh em cũng xuống cùng bên dưới đấy. Có ba bác bên xem bên kênh thì cũng thương gia đình nên có gửi thuốc nên cho em bụi. Thì anh em sẽ mang xuống đấy. Vâng, thôi bác nghỉ đi. Làm một tí là được mà. Tí còn xuống tắm cho em bụi mà. Bác cứ nghỉ đi. Thì mấy anh em với lại con làm. Nay hai chị nai nhau lên à? Đi bộ. Bọn chị còn hai bà ui. Nai cả bọn chị đi bộ lên. Đi bộ từ dưới lên á? Để xe ở dưới quán vấn này. Vâng, từ bên kia suối đấy. Có hai bà kia to không nai được mà. Có hai bà không nai được. Thế lên phải mất tiếng đồng hồ quá. Chị lên cách tầm 30 phút thở. Vâng. Đường mấy hôm nay cứ mưa suốt nên xe vật liệu cũng chưa lên được. Cái đất này cũng là bén xẹt. Thế mà sáng gần em biết thì à, nhưng mà em lên từ sáng sớm cơ. Thế thì bảo với chị lên cùng. Vâng. Còn đi thoát cỏ quế xong để lên. Vâng. Ở đây có các chị mà cũng là vậy là ở cùng thôn nhỉ. Rất là quan tâm đến em mụi. Còn đi bộ từ dưới lên. Nếu mà để bọn em mà đi bộ lên thì chắc không lên nổi được quá. Có hai bà, một bà béo quá nên bảo không lại nổi nên vẫn chưa bà. Đi chưa lên đến à? Bà lên xem châu nhà trên này nuôi châu nuôi ấy. Vâng. Nuôi châu nuôi chia ấy. Vâng. Xe đông đông lên thì làm nó còn tiến độ nhanh hơn. Vâng. Mà nó cứ một hai nắng được một. Vật liệu thì ở dưới có sẵn rồi, nhưng mà khổ cái đường không lên được. Cái này là mọi người sẽ san bằng hết bằng cái dầm móng này. Xong rồi để từ mai mà có vật liệu lên đủ thì để anh em thợ sẽ xây, bắt đầu xây lên và cho gạch vào để nó cái nền nó bằng.
sau này còn kê giáo các thứ lên nữa. Thế được quá, hai chị? Thế mệt rồi. Chưa? Bình thường. Được rồi. Nhà này xây mấy mét? Ba chị em mình làm được ô này là được rồi. Nhà này xây mấy mét rồi? Bây giờ xuống dưới được quá. Nhà này gần 60 mét vuông ạ. Vâng. Chiều cao ấy. Chiều cao 3m2 à. Lên gãy lên tường là nhanh thôi. Thế thôi, để các thanh niên làm. Các chị còn có việc ở dưới nữa. Đấy, mấy chị em với bác bảo là xuống tắm cho vợ em. Vâng. Chắc là em phải xuống đấy phụ các bác. Vâng. Ừ. Trên này có mấy anh em được rồi. Không lấy nữa. Thế bảo hai xe. Thế cầm sách của anh cái này nhỉ? 3-4 ngày mới đóng được. 3-4 ngày mới đóng được. Đây. Giờ anh em sẽ cùng bác này với hai chị xuống dưới. Anh em làm nhá. Vâng. Liệu tí nữa các chị với bác có xuống được không đây? Đi bộ xuống được không? Có này. Sao lại không xuống được? Không đi bộ xuống được thì bố trí mấy anh trên kia đưa xuống. Trời ơi, anh kia đi khởi. Chuyện này đi về mấy bác chú luôn thì còn đỡ. Mày còn bố trí mấy anh. Chuyện là tí nữa mấy chị không về được thì ngồi cùng bọn em. Bảo là bố trí mấy anh. Vâng, hay ngồi cùng bọn em xuống. Thế là nghe được. Đây đến chỗ nhà ông bà của em Nhị. À đây, lúc nãy bác với hai chị vào đây đun nước xong mới lên trên đúng không? Ở đây đun xong mới lên. Rồi. Nước sôi đấy. Cái này bác tự đi nhặt luôn à? Cái này hôm nay nhặt lên bảo tắm cái này cho nó lá cơm nấu cả cái lá cơm nếp ấy. Vâng. Vâng, hôm nay em thấy thơm thơm đấy. Thơm mới ra đành nhưng mà còn lá cơm nếp. Nào, cũng sang đây. Kiêng đi. Để lá cơm nếp với lại còn gội đầu lên này. Lá chè nữa thì nó đỡ. Hôm qua mưa quá anh em không lên đây được. Không biết cái miếng dán đã thay chưa nhỉ? Thay nó cầm cầm mới thay. Thay rồi. À. Em thay từ qua. Ừ. Hôm đấy hôm qua là đến 3 ngày rồi phải thay. Rồi, ít. Cho nước vào lại đun tiếp. Tí nó gội đầu xong. Ba người quá. Còn nóng à? Nóng đấy. Chị mày cho nhiều nước lạ nó lại rất thơm. Nóng. Anh chào em nhé. Đây của lần cần ai thì chạy lắm không? Ừ, lần cần ai là bị. Ngồi dậy à? Cái này nó phải mang cả cái lâu không tắm nó ấy hết rồi. Không có dây buộc tóc à? Tắm hết cái đằng sau. Hôm nay có gội đầu không chị? Chắc tí nó gội. Vâng. Xong thì chờ lâu nó không lên được thì tắm xong thì gội luôn ấy. Vâng. Vừa tắm xong rồi quá chị. Tắm xong có thấy dễ chịu hơn không? Đấy lại dán vào bình chụp cũ ấy. Gội đầu đi. Gội đầu luôn à? Con mấy hôm tầm vẫn hôm bận lại không lên được lại. Vâng. Đây các chị này bắt đầu gội đầu cho muội. À nhân tiện có các chị ở đây thì không biết các chị có còn muội có còn cháy không nhỉ trên tóc ấy đầu ấy. Các chị cũng nào rồi thì thấy không có nữa nhưng mà. Vâng. Sao ủ à? Đây nhân tiện đây thì lên thì cũng có ba bác có gửi hai bác là gửi hai loại thuốc này và một bác Nguyễn Thị Thi Hình
ở Đông Vận, Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình có gửi cho người là cái thuốc để gội đầu, gội đầu với lại cho cại với lại cái cún nữa, gội đầu diệt cháy đấy. Đây này, đây là hoa, vâng, để em đây là rượu ủ cháy gia truyền này, ủ một lần duy nhất là hết cháy, thành phần là có rượu và rễ cây thuốc nam. Không xem cải làm chế không? Cải ủ luôn nhỉ? Nhỉ? Có hai lọ luôn này, ủ được cho cả hai đứa cún này. Và bên này nữa, bên này là có một bác hôm qua có anh Dũng này gửi em mụn, đây là địa chỉ của em rồi, như là một cái phương thuốc gì đấy, thuốc trị bệnh, chữa bệnh ung thư đấy. Anh Nhị thì vừa chạy lên trên kia thợ gọi có việc gì. Cái này là hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực là cây đu đủ đực không quả, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường như cảm, sốt, ho. Ngoài ra các còn hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư này. Hoa đu đủ đực này không có độc tính và thích hợp với mọi lứa tuổi. Dùng sắc nước uống hàng ngày. Đây là của anh Dũng, gửi cho gia đình. Tiếp còn đây nữa cơ. Đây là một hộp của ai? Đây là Trần Thị Ngọc Nhung, ấp Lưng Thơi, xã Long Hưng, Trấn Thành. Có số điện thoại đây. Đây là có gửi cho vợ của A Tú này. Gửi cho vợ A Tú để anh em team mang lên gửi đến cho em mụn. Cái gì này là thuốc lá cây, nhưng mà không thấy có hướng dẫn ở đây đâu, không thấy có hướng dẫn luôn. Nhân tiện đây thì em A Quỳnh cũng xin được chân thành cảm ơn các bác là có tấm lòng quan tâm đến gia đình, nhất là em mụn, có gửi những phương thuốc này và cái rượu ủ cháy. Nhưng mà do thời gian này em mụn cũng đã đang dùng thuốc của các bác ở dưới kia trước rồi, bác có gửi lên trước đây, nên thuốc này cứ tạm thời để đây để cho gia đình, tùy về gia đình thôi, gia đình dùng lúc nào thì dùng. Còn em thì cứ để mụn dùng cái liệu trình thuốc trước của các bác ấy gửi trước đã. Này anh em team cũng không phải là thầy thuốc nên cũng không biết, các bác không có ghi hướng dẫn sử dụng ở đây thì em cũng chịu rồi, thì cứ để tạm đây. Có bác của bác nào thì bác ấy liên hệ lại trên kênh vào số điện thoại của em hoặc là số điện thoại của A Tú để em có biết được chi tiết cách sử dụng hơn. Và tiện đây cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Phía đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng của cái bác Nguyễn Thị Thu Hình, có hướng dẫn sử dụng cái thuốc diệt cháy đây, hướng dẫn sử dụng rượu ủ cháy trước khi ủ với gội sạch tóc để khô hẳn, lấy lọ xịt xịt ướt đẫm tóc rồi chụp mũi túi ủ tóc, ủ trong một vòng một tiếng này, chụp kín hết tóc không được thở. Chị gửi em hai lọ, em xịt cho em mụi một lọ rưỡi, còn nửa lọ xịt cho hai bé. Và đây cũng là cách hướng dẫn này, có chỗ nào không hiểu thì gọi điện trực tiếp cho chị. Đây, số điện thoại của chị là chị Hình. Đây, sang phía này chị gội đầu cho em mụi xong lại gội cho cả cại luôn. Rồi. Xong chị có ủ được cái cháy cho lau cho nó khô đi xong là ủ luôn. Vâng. Vì hôm nọ lên trên đấy thì vừa em cũng ủ cho rồi cũng đỡ nhiều, nhưng mà phải đến 3 đến 5 ngày thì mình phải gội lại một lần nữa. Trẻ con này nó nghịch nhiều ấy. Vâng. Nó nghịch nhiều này nó mồ hôi, nó bẩn, nó cháy, nó hay ở. Không ạ, đi ở trên này. Để thời gian thì ở trên được thì 3 ngày là gội một lần thì hết hẳn luôn đấy. Lạnh, lên lạnh.
cái giấy ướt xong mỗi một lần nhà vẫn là lau đi cho nó. Nhà vẫn có cái tù cái giấy lau là mua giấy ướt xong rồi em lấy một cái bát nước nóng. Tại vì nước ấm ấy, xong em nhúng vào là nó thành cái với không có đâu. Nóng nóng là mình lau thoải mái. Hết giấy rồi ấy. Không có đâu. Đây vừa rồi nhị có lên kia phụ giúp mấy thợ trên đấy gọt lên có chút việc. Đây là hôm nay có ba bác gửi, bác đầu tiên là gửi hoa đu đủ đực này thì cũng để pha nước uống đấy, có vâng. Chức năng là để chữa ung thư. Vâng. Còn một bác thì gửi cho cả vợ em với lại hai con cún là cái thuốc gội đầu diệt cháy. Vâng. Hai lọ này. Còn một bác gửi một phương thuốc gì nữa nhưng mà có tên nhưng mà không thấy ghi cách sử dụng ở đây. Mong bác liên hệ lại với anh em kênh. Vâng. Bây giờ vợ thì vẫn đang dùng cái loại thuốc cái xạ đen với cây xương khỉ quá. Vâng. Ừ. Thế cứ cho vợ. Cháu chân thành cảm ơn hai ba bác. À, chắc là chị với bác là về sau nhé. Vâng, con xin phép thôi, em xin phép đây. Và thay mặt cho cháu Ngụy cảm ơn các bác ấy, đã có lòng quan tâm đến cháu thì bà thay mặt cho cháu để cảm ơn tất cả các bác ấy hết gì. Cháu nó cũng không biết là phải được hay không nhưng mà cũng quan tâm rất nhiều rồi. Vâng. Cảm ơn cả các cháu nữa. Tức là có nhiều các bác trên kênh quan tâm đến vâng. Ngụy vâng. Cứ gọi điện hỏi thăm này với lại vâng. Gửi thuốc đến đây. Vâng, các bác cũng nhiều người gửi thuốc đến cho cháu. Cũng mong cháu khỏi nhưng không biết là về sau này nó có được trải nghiệm hay không thì mình cái đấy là mình không biết. Nhưng mà cũng nghĩa là cứ cảm ơn các bác ấy trước vâng. Rất cảm ơn rất nhiều. Rồi, vâng. Con xin phép nhé. Vâng. Hôm nào lại lên ma 4 ngày lại lên phải thay cho nó thì mà còn không vâng. Thì cũng không vâng cũng nhờ bác với các chị nhiều đấy. Không có ấy, mẹ nó mẹ kế nó thì cũng đi làm rồi không ở nhà. Nếu ở vâng. Nhà thì nó cũng liên tục thôi. Vâng. Thôi thôi ngân xin phép đây. Vâng, đi các cháu về trước. Đây là hôm nay tiến độ công trình của nhà em Mụi thì các bác cũng nắm được rồi. Với lại xuống đây thì em bệnh tình em Mụi thì cũng vẫn thế thôi. Cũng rất là cảm ơn các bác đã gửi các món quà và các phương thuốc cho gia đình em ấy. Giờ anh em tìm cũng xuống núi thôi. Nếu mà mai mong sao là không mưa thì xe vật liệu tiếp tục chở vật liệu lên được thì sẽ cho thợ tiếp tục xây bắt đầu lên tường sầm sùi. Và video tới đây xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị và bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chế rồi.